từng xô chuột sau khi nhúng nước sôi được để la liệt trên nền đất. Người làm tất bật sơ chế mà không hề sử dụng găng tay. Đây là thực trạng xảy ra tại nhiều vùng miền có nghề săn bắt và tiêu thụ thịt chuột. Con này ăn có an toàn không? Úi, cái này tuyệt vời đặc sản đấy. Em lấy mấy cân về, thằng bạn miền Nam nó về đi. Thích ăn. Úi, cái này thì đặc sản rồi. Bác có thường xuyên ăn này không? Vụ cũng ăn nó dăm lần. Ăn nó có yên tâm không anh? Mình 18 năm nay ở đây rồi. Cái chuột hạch mổ ra nó biết luôn mà. Mổ ra nó hạch luôn, nó còn nó hạch nó mất đi mà. Riêng cái này thì trẻ con mà ăn cái gan của nó nha. Còn cái loại bọn bé bé ấy là còn nó còn trẻ con ấy gọi là nó đang ăn bột ấy. Còn nhìn vào cho nó ăn nó còn mọc răng, nó còn không bị sốt. Tức là ăn cái gan của nó à? Ăn cái gan của nó. Theo các tài liệu y khoa, chuột là động vật có thể ăn được. Thịt của chúng rất nhiều chất dinh dưỡng, không thua kém các loại thịt gà, lợn, bò mà chúng ta vẫn hay sử dụng trong các bữa ăn. Có rất nhiều loài chuột là loài sinh sống ở các ruộng lúa, ruộng ngô mới được sử dụng là thức ăn vì chúng chủ yếu ăn các thức ăn tự nhiên như lúa gạo, khoai mì, ngô, ốc. Thì chuột đồng có vị ngọt, tính ấm, nên trong đông y, chuột đồng còn được coi là một loại thuốc quý. Tuy nhiên, trong các tài liệu y học, thịt của loài gặm nhấm luôn tiềm ẩn nhiều mầm bệnh. Đặc biệt trước đây, chuột là loài trung gian truyền virus dịch hạch, rất nguy hiểm cho con người. Hiện nay, tuy bệnh đã được khống chế, nhưng nguy cơ về căn bệnh này vẫn còn tồn tại. Theo các chuyên gia y tế, những loại chuột sống ở cống rãnh, nơi thoát nước hay những nơi mất vệ sinh thì chuột có thể nhiễm các mầm bệnh như viêm cầu khuẩn, lao, bệnh uốn ván, bệnh dại và bệnh Sudoku. Trong quá trình săn bắt, chế biến, người dân có thể lây bệnh từ chuột. Ngoài ra thì chuột có thể gây các nguy cơ ngộ độc sau khi ăn như đau bụng dữ dội, buồn nôn, tiêu chảy do ăn phải thịt chuột bị đánh bả hoặc nhiễm bệnh. Trước đây là bệnh dịch hạch, thế hiện giờ thì dịch hạch thì ở Việt Nam lâu lắm nay cũng không còn lưu hành. Tuy nhiên là còn bệnh Sudoku là cái bệnh đặc trưng của chuột, nó hay gây ra. Mà khi chúng ta bắt săn bắt chuột hoặc chúng ta làm thịt chuột mà bị nó cắn thì nó rất dễ truyền một cái loại xoắn khuẩn cho người và nó gây ra cái bệnh gọi là bệnh Sudoku. Thế thì cái đó thì chúng tôi cũng vẫn khá là gặp khá thường xuyên ở những người mà săn bắt chuột hoặc là ngẫu nhiên bị chuột cắn. Thế ngoài ra chuột nó có thể là vật chủ, nó mang một số các cái bệnh lý khác. Ví dụ như bệnh Leptospiro, nó ở trong cái nước tiểu. Từ con chuột nó mang cái con vi khuẩn đó và nó phát tán ra môi trường thông qua cái nước tiểu. Và khi chúng ta xâm nhập vào cái khu vực mà nó sinh sống hoặc chúng ta săn bắt nó, thì chúng ta có thể ngẫu nhiên chúng ta bị lây nhiễm cái vi khuẩn đó qua các cái vết xê sát ở chân tay, v.v. Theo các chuyên gia y tế, chuột rất hay bị nhiễm các loại giun sán vì nó hay sống ở các bãi rác, ăn các thức ăn bẩn. Nếu không chế biến tốt, người dân có thể bị lây nhiễm các loại ký sinh trùng trong cơ thể chuột. Tôi nghĩ rằng cái việc là ăn thịt chuột nó là tập quán của khá nhiều địa phương từ lâu mà cũng chúng ta cũng không hy vọng là nó sẽ được thay đổi trong thời gian nhanh chóng. Tuy nhiên khi chúng ta bắt chuột ăn thịt chuột thì chúng ta phải lưu ý cái chuyện là thứ nhất là tránh bị nó khi săn bắt ấy, tránh để nó cắn, để có thể nó truyền bệnh cho mình qua các cái vết cắn ấy. Là một, thứ hai là nếu như mà săn bắt chuột thì nên săn bắt chuột ở những cái chỗ mà chúng ta nghĩ rằng nó tương đối sạch sẽ một chút, ví dụ như chuột ở các cái ruộng lúa chẳng hạn. Chứ còn nếu như chuột ở các cái cống rãnh nước hoặc là các cái bãi rác thì chắc chắn là nó sẽ rất đồng bệnh. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, bệnh hantavirus do nhiễm từ loài chuột có thể gây nên nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Khi mắc phải hội chứng phổi do virus hanta, người bệnh sẽ có một số triệu chứng sau. Giai đoạn đầu bệnh nhân có thể bị sốt, đau đầu, ớn lạnh, đau mỏi cơ bắp, có thể kèm đau bụng, tiêu chảy hoặc nôn. Các triệu chứng tương tự với bệnh cúm thông thường nên rất khó để người bệnh nhận ra mình nhiễm virus hanta. Sau 4 đến 10 ngày, các triệu chứng tiến triển nặng hơn, bao gồm ho kéo dài kèm theo đờm, thở khó, thở gấp, giảm huyết áp, phổi tụ dịch dễ phát hiện khi siêu âm hoặc chụp X quang, tim hoạt động kém hiệu quả.
Vì vậy, để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh từ thịt chuột, người dân cần lưu ý. Không ăn thịt chuột nếu không biết rõ nguồn gốc đánh bắt chuột. Không dùng tay không để bắt chuột, sơ chế chuột. Người làm công việc đồng áng hoặc nhân viên vệ sinh đô thị cần trang bị găng tay lao động. Nên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, tránh để đồ đạc ẩm thấp, bừa bãi, làm nơi chuột trú ngụ, sinh sản.